hiện tại tôi đang có mặt ở tại biệt thự ở tại thành phố Ninh Bình với cái mặt sàn là 165m2. Thì trong video này tôi chia sẻ các bạn là với cái biệt thự mái Nhật và cái phong cách của hiện đại này thì đã sử dụng cái loại ngói nào và gia chủ đã sử dụng cái ngói nào cho cái ngôi biệt thự của mình. Thế thì khi mà đến khóa nói lại cái tiểu sử lúc mà gia chủ đã quá trình đã đi tìm và để mà quyết định sử dụng loại ngói thì trước khi mà chuẩn bị vào cái quá trình lập ấy thì gia chủ cũng rất là nhiều cái thông tin là sử dụng các loại ngói khác nhau và rất là nhiều đơn vị chào ngói khác nhau. Thế thì làm với những nhiều thông tin như vậy thì gia chủ rất là hoang mang và không biết nên sử dụng loại ngói nào và cái vật liệu nào cho nó phù hợp, mà nhất là bền với thời gian, hai nó phù hợp với cái không gian kiến trúc của cái ngôi biệt thự của mình. Việc thứ ba ấy là nó phải có thương hiệu để tránh trường hợp là nó với cái mái ngói là một cái bộ phận rất quan trọng và ảnh hưởng thời tiết của bên phía ngoài nắng mưa, nên là nó đòi hỏi được cái độ bền rất là cao. Thế nên là gia chủ cũng rất là lăn tăn, và đến khi mà sau khi tìm hiểu kỹ từ cả trên mạng hay là kể cả những cái người mà đã làm trước rồi thì gia chủ đã sử dụng loại ngói Fuji. Trên vừa rồi chia sẻ các bạn một cái bộ phận rất quan trọng cho ngôi nhà của mình, đặc biệt là ngôi biệt thự, làm sao mà sử dụng loại mái ngói làm sao cho nó đẹp, không gian đúng không gian kiến trúc, và bên cạnh đó nó cũng phải là bền theo thời gian. Mà bất kỳ ai mà nhìn từ phía ngoài, nhìn từ xa vào cũng đều là ưng ý. Đấy thì cũng rất là hy vọng là cái thông tin này mang lại cho các bạn chuẩn bị xây nhà, sửa nhà để các bạn lựa chọn một cái vật liệu tốt nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bạn nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video nữa.